Xin chào bạn. Apple Watch ra mắt có một cái tính năng mới, đó là sạc nhanh. Nó có thể sạc nhanh hơn Series 6 tới 33%. Cụ thể là Apple công bố nó có thể sạc từ 0 lên 80% trong thời gian là 45 phút. Trong video này, mình sẽ test cái khả năng sạc nhanh của Series 7 liệu có giống như Apple công bố hay không. Tại vì có một điều hơi buồn xíu là trong tài liệu sạc nhanh, Apple đã nói rằng có 3 thị trường sẽ không có tính năng này, đó là Argentina, Ấn Độ và Việt Nam. Đó, thì trong video này mình sẽ làm rõ điều đó. Bên cạnh đó thì mình cũng có luôn cả Apple Watch Series 5 và Series 6 để xem cái tốc độ sạc chênh lệch giữa các series này nó như thế nào. Mời các bạn hãy cùng theo dõi video này. Trong video test sạc nhanh của Series 7 thì mình có cả Series 5 và Series 6 ở đây. Series 5 thì mình sử dụng cái dock sạc cộng A đi theo máy. Series 6 thì mình dùng cái dock sạc cộng C và mua rời ha. Cái viền của cái dock sạc là bằng thép. Trong cái tài liệu sạc nhanh của Series 7 thì Apple nhấn mạnh là phải dùng cái sạc đầu C và dock sạc là được bọc nhôm ha. Cho nên là mình nghĩ là hai cái này nó có thiết kế khác nhau. Và cái đi theo Series 7 mới có thể giúp nó sạc nhanh được. Rồi về củ sạc thì mình sử dụng cái củ sạc Hyperjuice dành cho cái Series 5. Series 6 thì mình sử dụng cục sạc của Apple 18W cộng C. Còn Series 7 thì mình sử dụng cục sạc 220W cũng là cộng C. Apple nói trong tài liệu là các bạn nên dùng cái cục sạc 20W đó, thì để đạt được cái hiệu suất tối đa. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu. Cục sạc của ba cái phụ kiện thì mình sẽ cắm vào cùng một ổ cắm có công tắc nguồn. Mình sẽ đặt các đồng hồ lên dock sạc sẵn ha. Sau đó mình bấm công tắc nguồn và bấm đồng hồ. Cứ 10 phút thì mình sẽ kiểm tra một lần để xem là từng cái đồng hồ sạc được bao nhiêu phần trăm pin. Rồi, bắt đầu ha, bấm công tắc. Bắt đầu. Mặc định khi mà Apple Watch nhận được điện thì nó sẽ sáng màn hình ha. Nhưng mà để nó khởi động, nó sáng táo á, thì nó phải đủ pin. Thì cần một khoảng thời gian khá dài, khoảng vài phút gì đó. Sau gần 7 phút thì Series 5 sáng táo đầu tiên, coi là nó đang khởi động. Còn Series 6 và Series 7 thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì hết. À, 10 phút 30 giây thì Series 6 đã lên táo và Series 7 là nhân vật cuối cùng chưa khởi động. Sau 12 phút 45 giây ha thì Series 7 mới khởi động, mới sáng táo. Trong khi đó thì Series 5 và Series 6 đã sạc được 10% rồi. Rồi sau khi khởi động xong thì Series 7 cho thấy là mới sạc được 7% thôi. Trong khi là Series 5 và Series 6 đã được 10% rồi. Sau 20 phút thì dung lượng pin của Series 5 đang là 15% ha. Series 6 là 16% và Series 7 là 17%. Có nghĩa là tốc độ sạc của Series 7 sau khi lên nguồn nó đang nhanh hơn Series 5 và Series 6 ha. Nó đã bắt kịp và nó vượt qua luôn. À, 30 phút đã trôi qua, Series 5 đã sạc được 24%, Series 6 là 25% và Series 7 là 31%. Có nghĩa là đã bỏ xa hai thằng Series 5 và Series 6, Series 7 đã đạt được 31 rồi. Phút đã trôi qua, Series 5 đã sạc được 32%, Series 6 là 33% và Series 7 là 44%. Chúng ta chỉ còn 5 phút nữa và mình khẳng định là không thể nào Series 7 có thể sạc từ 0 lên 80% với cái lượng thời gian này.
Có nghĩa là tới thời điểm này có thể khẳng định rằng Apple Watch, cho dù các bạn mua ở thị trường nào mà kích hoạt ở Việt Nam cũng sẽ bị khống chế cái sạc nhanh. Vậy là 45 phút đã trôi qua, Series 5 là 36%, Series 6 là 38% và Series 7 chỉ có 49% thôi. Nó vẫn nhanh hơn Series 5 và Series 6 rất là nhiều. Tới thời điểm này thì đã nhanh hơn tới 11-12% cái dung lượng pin rồi, nhưng nó không đạt được dung lượng pin sạc nhanh theo như Apple công bố, đó là từ 0 lên đến 80 trong vòng 45 phút. Ok, nhân tiện video này thì thôi mình sẽ test luôn coi là khoảng bao nhiêu lâu thì Series 7 sẽ sạc đầy pin và nó sẽ nhanh hơn cụ thể Series 5 và Series 6 là bao nhiêu nhé. Một tiếng đã trôi qua ha. Series 5 là 49%, Series 6 là 47%. Series 6 đang chậm lại rồi và Series 7 là 70%. Coi là nó đang nhanh hơn tới 23% ha. 21-23%. Một tiếng 10 phút đã trôi qua. Series 7 nếu như ở thị trường nước ngoài thì nó đã đầy rồi. Ở trong khi đó thì nó chỉ có 83% rồi. Series 6 là sạc được 55% và Series 5 là 58%. Có nghĩa là các bạn có thể thấy là tốc độ sạc của Series 7 vẫn nhanh hơn Series 5 và Series 6 rất là nhiều. Tuy là nó không đạt được cái mức độ nhanh giống như là ở các thị trường khác. Một tiếng 20 phút đã trôi qua, Series 5 là 65%, Series 6 là 62% và Series 7 là 93%. Mình dự đoán là Series 7 sẽ đầy trong khoảng 1 tiếng 30 phút. Rồi, vậy là 1 tiếng 30 phút đã trôi qua, Series 5 sạc được 73%, Series 6 là 70%. Và Series 7 thì đã đầy pin 100%. Vậy là đúng là cái Apple Watch Series 7 các bạn có thể mua ở bất kỳ quốc gia nào, nhưng khi kích hoạt tại thị trường Việt Nam thì nó sẽ không có khả năng sạc nhanh từ 0 lên 80% trong 45 phút ha. Mặc dù như vậy nhưng Series 7 vẫn có khả năng sạc nhanh hơn Series 5 và Series 6 rất nhiều. Cùng thời gian thì lúc nào nó cũng nhiều hơn 20% hoặc hai mấy phần trăm gì đó. Thì chỉ trong vòng khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng 10 phút thôi là chúng ta đã có trên 80% pin để sử dụng rồi. Và nó sẽ đầy trong khoảng thời gian là 1 tiếng rưỡi. Đây cũng là một điều rất là tuyệt vời rồi. Mặc dù thua thiệt so với các quốc gia khác một chút, nhưng mà mình vẫn cảm thấy tính năng sạc nhanh này là đã đủ hài lòng với mình. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Long, đến từ tinh tế.vn.